Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một model rất là độc, rất là hiếm có. Và điều đặc biệt, hàng nó về nó full phụ kiện, full thùng xốp luôn. Đây là chiếc Soli FX402A, một trong những con đời cực kỳ cao của dòng TV cassette radio của Nhật. Thì như anh em có thể thấy ở đây thì hàng về thì nó đầy đủ tất cả những cái phụ kiện nằm ở trong cái thùng xốp này. Đó. Con này thì anh em có thể thấy nó chơi được thằng TV này, chơi được cassette này, chơi được radio này. Đó. Ngoài ra thì cái TV của con này đã được cấy AV nên là anh em có thể chơi từ đầu DVD vào giống như em đang phát cho anh em này. Đó. Giới thiệu qua cho anh em một chút thì anh em có thể thấy ở đây nó có rất là nhiều phụ kiện. Thứ nhất là cái micro này. Đây, cái hộp của micro còn đầy đủ luôn. Cái này nó là cái bọc, cái đầu micro nằm ở trong cái này. Đó. Rồi tất cả là giấy tờ, tem, phiếu các kiểu. Rồi là có cả cái tai nghe zin luôn. Đó. Ở bên này thì nó có một cái phần sử dụng cho cái sạc pin. Nó nằm ở trong cái thùng. Này em chưa có bỏ ra. Tất cả đều còn giấy tờ catalo đầy đủ hết anh em. Đây này. Cái này là cái dây sạc trên ô tô. Đó. Đơn giản nó là vậy thôi. Nhưng mà nó làm đóng gói các thứ rất là kỹ càng. Đó. Thậm chí nó còn giữ lại được cả cái có que tăm này, chắc là để sử dụng khi mà chúng ta vệ sinh cái đầu từ của cái TV này. Đó. Ngoài ra thì anh em có thể thấy đây là cái cục sạc zin, cái adapter zin của nó. Đó. Và anh em có thể thấy cái giá sách của nó kinh khủng không? 67.800 yên. Nếu mà tính đến thời điểm bây giờ 67 gọi là 70, 72, 14 thì nó rơi vào đâu tầm gần 14 triệu. Giá kinh khủng luôn. Và cái TV này anh em có thể thấy nó còn giữ lại được cả cái lắp. Đấy, cái lắp chụp. Đó. Lắp chụp này thì anh em sẽ gắn vào đây để nhìn cái hình nó sẽ rõ hơn. Đó. Máy thì còn rất là đẹp. Tất cả toàn bộ cái máy này nó đều được làm bằng nhôm phay hết. Đó, còn rất là mới. Nói chung là nó mang cái giá trị sưu tầm cực kỳ cao khi mà anh em chơi cái dòng này. Tại vì dòng này thứ nhất là chúng ta chủ yếu là để bày thôi chứ nghe thì cũng mấy khi nghe đâu, lâu lâu bỏ ra ngắm nghía tí, anh em đến thì mở tí video gọi là chơi thôi chứ nghe gì mấy cái này đúng không anh em, bày thôi. Đó. Thì với cái con đài TV cassette radio này thì anh em ở đây thì em đang cắm qua cổng AV, anh em có thể thấy thì chúng ta sẽ có đường hình và đường tiếng vô. Và chất lượng âm thanh cũng rất là hay. Giờ em sẽ mở cho anh em nghe. Cái này do chiếu ở trên quay lại video nên là nó có những cái gọn đen nhưng thực ra ở ngoài nó không có nha anh em. Rất là nét. Đêm nay nhìn trăng ngoài hiên, em thương nhà thương mẹ cha. Đêm khuya chạy lòng em thao thức, lạ giường em ngủ làm sao. Hôm qua con bên mẹ cha, hôm nay theo chồng xứ xa. Ai say rượu nồng bên men mới, lạ giường em biết làm sao. Lạ giường
trăng vàng hiên hát, chẳng thương em thương phận con gái, chợt chợt nhớ thương mẹ cha. Đấy là chúng ta đang xem tivi qua cái đầu DVD. Bây giờ em sẽ chuyển qua cái thằng cassette. Đó. Cassette thì chúng ta sẽ cho băng vô. Đó. Và chúng ta bật play thôi. Ấm lòng kể xa nhà. Chơi rất là ok nha anh em. Cassette đã được căn chỉnh thay dây cura. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua thằng radio. Radio thì anh em sẽ nó sẽ bắt được mấy kênh. Cái này là cái đèn. Trung Quốc năm 2022 với hơn 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng, ngày hội là cầu nối giữa các nhà tuyển dụng từ các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đang có nhu cầu tuyển dụng đa lĩnh vực với sinh viên các chuyên ngành đã được đào tạo tại Hutech, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu về nguồn nhân. 200m có ba chạm giữa xe bồn và xe gắn máy, và rất tiếc phải chia sẻ thông tin mà anh Hoàng Lâm đã tử vong trong vụ va chạm nên thưa quý vị, các phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển chậm. Lê Yến rất cần thêm thông tin và hình ảnh trên khu vực này, chính xác cụ thể hơn địa điểm và tình hình hiện tại. Ít phút trước thì chúng ta đã nhận thông tin này, không biết bây giờ đã có chuyển biến mới hay là chưa. Từng các bác tài khi di chuyển qua khu vực Đức Hòa đến cầu lớn, cho Lê Yến thêm thông tin và hình ảnh trên khu vực này với hành cùng với chương trình. Rồi đi là những cái giải phóng dân dân nhân dân nó quá cái hình tượng nó quá lớn đi để xóa bớt cái ngại ngùng khó khăn và cái mặt cảm đó để có thể đường Khánh Hội và khu vực Vĩnh Hội. Thưa quý vị, các phương tiện đều chưa đông trong buổi trưa hôm nay, chúng ta đang di chuyển. Của thành phố, chương trình nghệ thuật Con đường chúng ta đi gồm các tiết mục văn nghệ đặc. Em sắp là bắt được vài đài. Thành vinh danh 10 doanh nhân truyền cảm hứng của năm 2022 do độc giả báo Doanh nhân Sài Gòn bình chọn. Từ gần 100 doanh nhân được đề cử đến. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào mà yêu thích chiếc đài cassette radio TV này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.